Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Thưa các bạn, trong bản tin này chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn về chân dung bà xã của nhà báo Lại Bắc Hải Đăng, người phụ nữ bí ẩn. Được biết, bà xã Lại Bắc Hải Đăng cùng học báo chí và làm cùng ở VTV với chồng. Khi được hỏi vợ chồng làm chung một cơ quan thì có những áp lực như thế nào, Lại Bắc Hải Đăng thẳng thắn trả lời: cặp vợ chồng nào làm chung thì cũng có cái lợi cái hại, nhưng cho đến giờ tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung trong cách hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Tôi không nhận thấy có vấn đề gì quá lớn khi chúng tôi làm chung. Hiện tại, Lại Bắc Hải Đăng đã lập gia đình và có 2 con. Anh luôn kín tiếng trong chuyện chia sẻ về gia đình riêng, nên những thông tin về đời tư là vô cùng hiếm hoi. Trước đó, duy nhất một lần anh chia sẻ về gia đình: tôi thích con gái, nhưng không phải là không thích con trai. Nhưng hai nhóc nhà tôi, bé gái dễ chịu hơn bé trai, nên tôi thấy con gái vẫn dễ chịu hơn, mặc dù tôi rất yêu con mình. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, ngoài những chia sẻ về công việc, anh gây chú ý khi tiết lộ những thông tin hiếm hoi về cuộc sống đời tư của mình. Đặc biệt, anh thổ lộ một bí mật là bản thân rất sợ vợ. Tôi sợ vợ, sợ con, sợ cả bố mẹ. Nói chung, tôi là người sợ tương đối nhiều người. Không hiểu sao tôi không thích từ sếp. Rất may mắn là VTV3 và những tôi từng làm việc thì mọi người làm việc với nhau không trên nỗi sợ sếp. Tất nhiên mình phải tôn trọng nguyên tắc làm việc, nhưng không nghĩ đến chuyện nhân viên hay sếp, Lại Bắc Hải Đăng chia sẻ. Lại Bắc Hải Đăng sinh ngày 1 tháng 1 năm 1979, sinh ra tại thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Lại Bắc Hải Đăng là con trai duy nhất của nhà báo Lại Văn Sâm. Tại nơi làm việc, anh vẫn thường gọi nhà báo Lại Văn Sâm là anh Sâm. Anh phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua tên tuổi của cha mình. Lại Bắc Hải Đăng là sinh viên khóa 16 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Anh đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Năm 2010, Lại Bắc Hải Đăng tạm gác công việc để đi du học đại học tại Úc, nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành truyền hình. Lại Bắc Hải Đăng ghi dấu ấn trên sóng truyền hình với vai trò là MC và là đạo diễn của nhiều chương trình ăn khách. Khi mới chập chững vào Đài Truyền hình Việt Nam, Lại Bắc Hải Đăng được mọi người chú ý vì có bố làm to. Không dựa vào danh tiếng của bố, Lại Bắc Hải Đăng cần mẫn chứng minh tài năng của bản thân. Tên tuổi của anh được khán giả chú ý trong chương trình Vườn Cổ Tích. Dáng người nhỏ nhắn cùng giọng nói lý lắc đáng yêu rất phù hợp với chương trình thiếu nhi. Lại Bắc Hải Đăng vui vẻ, hóm hỉnh, nhanh chóng chiếm được tình cảm của các em nhỏ. Đây là chương trình giúp cậu sinh viên trẻ học hỏi được nhiều điều bổ ích trong công việc ở Đài Truyền hình. Năm 2007, Lại Bắc Hải Đăng xây dựng hình ảnh MC nhanh nhẹn, duyên dáng trong chương trình Rung Chuông Vàng. Anh phối hợp ăn ý với MC Diệp Chi, mang lại không khí sôi động, kịch tính cho chương trình. Lại Bắc Hải Đăng được các thí sinh và khán giả vô cùng yêu mến bởi những màn giao lưu hóm hình, hài hước, đem lại không khí vui vẻ cho trường quay, giảm bớt áp lực cho thí sinh. Anh từng nhận giải MC ấn tượng trên Đài Truyền hình Việt Nam. Kể từ sau Rung Chuông Vàng, khán giả truyền hình hiếm khi thấy Lại Bắc Hải Đăng trong vai trò MC. Anh xuất hiện với vai trò đạo diễn của nhiều chương trình truyền hình. Thành công của Doremi giúp Lại Bắc Hải Đăng tự tin với vai trò đạo diễn. Ít ai biết rằng sự thành công của Ai Là Triệu Phú có sự đóng góp rất lớn của Lại Bắc Hải Đăng trong vai trò đạo diễn. Anh và cha mình, nhà báo Lại Văn Sâm, đã cùng thực hiện trong đó 10 năm. Cái duyên với trẻ em giúp Lại Bắc Hải Đăng thành công với vai trò tổng đạo diễn chương trình Giọng Hát Việt Nhí. Ngay trong mùa đầu tiên, những tài năng nhí như Phương Mỹ Chi, Quang Anh, Ngọc Duy, Huỳnh Hữu Đại trở thành hiện tượng âm nhạc. Và rồi đến khi Điều Ước Thứ Bảy phát sóng, tên tuổi của Lại Bắc Hải Đăng thật sự ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Những câu chuyện cảm động, ý nghĩa nhân văn giúp chương trình nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả trên truyền hình. Ít ai biết rằng đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng là con trai duy nhất của nhà báo Lại Văn Sâm, bởi anh thường ít chia sẻ về vấn đề này. Tại nơi làm việc, các đồng nghiệp chỉ thấy anh gọi nhà báo Lại Văn Sâm bằng cái tên anh Sâm. Chia sẻ về vấn đề này, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng cho biết: ở cơ quan, tôi và bố thống nhất gọi như thế. Ở nhà là bố con, nhưng ở cơ quan là đồng nghiệp. Hơn nữa, bố tôi còn rất trẻ, ở cơ quan quen gọi thế. Lúc về nhà đôi khi cũng gọi nhầm bố là anh, nhưng sau đó chữa lại ngay. Anh Sâm là một MC rất chuyên nghiệp. Khi đang ghi hình chương trình, tôi là đạo diễn, anh nghe lời tôi hoàn toàn. Tôi sẵn sàng nhắc nhở khi MC không làm đúng, làm chậm giờ. Còn khi đã ghi hình xong, anh trở lại chức danh, chịu trách nhiệm sản xuất, góp ý những chỗ được và chưa được. Khi ấy, tôi phải tiếp thu và tuân thủ, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng chia sẻ. Nói về những áp lực khi có người bố nổi tiếng là nhà báo Lại Văn Sâm, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng từng khẳng định: trước đây, tôi rất ngại đề cập về vấn đề này. Một thực tế, nếu không có mối quan hệ đặc biệt như thế,
thì chưa chắc tôi đã có thể tham gia thực hiện những chương trình lớn mà một người trẻ tuổi như tôi thường ít có cơ hội, như Hoa hậu Việt Nam, Ký tệ Việt Nam và Cánh diều vàng. Tuy nhiên, đến giờ tôi nghĩ mình cũng có chút khả năng để làm những công việc đó và tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt. Được cái là bố con nên anh Sâm và tôi khá ăn ý. Chỉ cần tôi đề cập đến một ý tưởng nhỏ thì anh Sâm cũng hiểu được tôi nói gì. Nói về gia đình riêng của mình, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng rất ít khi chia sẻ. Theo anh, đã là chuyện riêng tư thì anh xin được giữ kín và không bình luận gì thêm. Chỉ có một lần duy nhất anh chia sẻ là đã kết hôn và mong vợ sinh con gái. Bởi theo anh, để nuôi dạy con trai thành người thực sự khó, con gái sẽ sống tình cảm hơn. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video gần nhất.